Rồi Hiện Tiên xin chào quý ông bà cô chú buổi chiều ông hậu của chú Hữu Linh. Bây giờ thì anh em vào lau mộ cho chú trước khi ra về thì cô chú anh chị. À, bữa nay anh em đi có sự kiện cái giúp đỡ tình huống từ anh Kim Tiểu Long cùng với mấy anh em ha, thì mình cũng giúp nấy cô chú anh chị. Rồi bây giờ thì lau mộ bắt đầu. Đầu chương trình lau mộ. Anh Lớn ơi, vô. Vô Hải ơi. Buổi chiều là anh em bây giờ là lau mộ trước khi ra về của chú anh chị. Chú, chị đang xem trên kênh YouTube của Mỹ Pháp Bình Dương ha. À, chiều nay có một cái thông tin rất là vui gửi đến cho bà con cô bác quý cô chú anh chị, đó chính là ngày 25 tây tháng ngày 25 tháng 4 này á, là chị Hồng Loan sẽ đi phát nước từ thiện tại Bến Tre đó. Và hiện tại thì có thêm một cái tin vui nữa là các anh em tại mộ sẽ đang gọi là tính toán sắp xếp liên hệ với chị Hồng Loan, sẽ đi gọi là hỗ trợ chị Hồng Loan trong việc phát nước từ thiện lần này đó. Nếu mà không có gì thay đổi thì các anh em tại mộ sẽ có một nửa sẽ đi xuống gọi là tiếp nước với chị Hồng Loan tại Bến Tre cùng với là bà con nha. Đó thì đây là một trong những cái tin vui trong buổi chiều ngày hôm nay. Hiện tại là chị Hồng Loan mua hình như là 1.000 hay 10.000 chai nước đúng không anh? Không, 1.000 lốc nước là tức là mình nhân lên 1.000 lốc nước hả? Vâng, 1.000 lốc nước tức là 6.000 chai nước. Nhân lên bao nhiêu? 1.000 lốc nước tức là 6.000 chai nước. Đúng rồi, cũng nhiều lắm á. 6.000 chai nước nha bà con. Nếu mà 6.000 chai nước thì mấy anh em mình tối nay để anh điện anh hỏi thăm xong rồi thời gian địa điểm ha. Ok. Rồi mấy anh em mình đi hỗ trợ chị. Cái này là mấy anh em ở mộ là quyết chiến cùng với là chị Hồng Loan. Đúng rồi. Có việc làm rồi. Từ ngày 25 nè, 27 nè, 30 nè. Đó. 25 là đi phát ở Bến Tre. Bến Tre nè. Xong rồi cái tới 27 chị Lê đi hát ở Tây Ninh, giao lưu với bà con ở Tây Ninh. Đó, tới rồi. 30 á thì chị lại hát ở Mỹ. Mỹ Phước. Rồi tới anh em Mỹ rồi Phước, Mỹ Phước. Mình nói lại nha, 27 á là đi chị đi hát ở Tây nè, Ninh nè. Ở hát ở Tây. Ninh. Nói phải nhấp vậy. liếc như trời. Đó. Sau đó là ngày 30 sẽ đi chị đi sẽ hát ở Mỹ Phước ha. Phước. Phải nói là lịch cũng hơi bị dày luôn nha. Hai lần. Hai anh ơi. Cho em. Nhưng mà thật sự là cái lần mà đi phát nước này là vô cùng ý nghĩa nha bà con, tại vì bây giờ là bởi vì anh mới là mấy anh em mình rủ nhau đi đó. À, cái đi phát nước là phải là giống như là chúng Linh ngày xưa đó, ông đi đặc biệt là ở Bến Tre là có cái cây cầu á, cây cầu ngày xưa cô chú xây cho bà con Bến Tre đó, cầu Vũ Linh đúng không? Cầu Vũ Linh đó, rất là ý nghĩa nha anh em nào mà không đi á, là có gặp cái cầu của cậu anh em nhớ chụp hình quay clip lại nha. Tại sao em ý là sợ ý lại không đi? Em có đi không? Em không đi được á. Nếu mà em không đi được không đi được đúng không? Mà thì mình cứ lão thôi, lỡ như tới đó mình đi được rồi sao? Thì mà để cho tự nói chung chị là em trả lời sớm nha. Chị không thì cũng mình đừng có tính trước là muốn không có hoa không. Nên mình nói vậy đi cho nó an toàn. Nhưng mà bây giờ để anh Minh ảnh liên hệ với chị Hồng Loan rồi sao coi sao không có được. Nếu mà tối nay mình phải liên hệ với chị Hồng Loan đi. Nói chung chính xác là ngày nào. Đúng rồi. Nói chung là phát là ở chỗ nào nữa. Nói chung là cái ý của mấy anh em mình muốn đi theo chị không. Quan trọng là bây giờ chị Hồng Loan gọi là cho mấy anh em mình đi là mình sẽ đi. Còn mấy chị Hồng Loan không muốn cho mấy anh em mình đi thì mình ở nhà thôi. Dễ gì chị Hồng Loan mình hỏi tiếng là chị thấy mà chị vậy. Tại bây giờ nếu mà chị cho mấy anh em đi là các anh em sẽ xuống hỗ trợ chị ginh nước lên nè. Đúng rồi. Rồi phát nước cho bà con nè. Nói cái vụ gì chứ mà đi mà phát gạo phát nước là anh là hết là mấy anh em mình hết mình. Hết mình luôn á, thật sự luôn á bà con. Đó, mấy anh em mình nghe chị Hồng Loan mà đi phát nước cái là mấy anh em gáo huyết trên đây luôn bàn tính rồi đó. Tại vì mấy anh em ở mộ là gọi là
chuyên phát cái này rồi. Công việc ý nghĩa. Đó, làm giống ba mình ngày xưa ha. Hồi trước là mấy anh em mình phát phát gạo nè. Rồi phát quà cho bà con ăn Tết nè. Ý nghĩa lắm đó quý cô chú. Rồi phát quà miền Trung nè, nói chung là mình cũng đã từng tham gia rất là nhiều những cái chuyến thiện nguyện. Cùng với là anh Kim Tiểu Long nữa. Mà quan trọng là ở chỗ là mình để tối nay có liên hệ được cho chị hay không. Đó. Xong mới mình biết được cái thời gian địa điểm rõ ràng, mình mới hỗ trợ chị được, chứ mà thời gian địa điểm mình không rõ ràng sao mình hỗ trợ được. Đúng không? Mình phải biết là chị đi ở cái khu vực nào nè, rồi thời gian là mấy giờ đi nè. Đừng anh em mình mới biết mình tính chứ. Mình mà không biết thì mình đi, nhiều khi mình đi sau người ta phát luôn, mất tiền hết. Người ta phát xong rồi mình đi xuống rồi mình đi về á. Đi xuống cái mình đi về luôn chứ còn gì nữa. Rồi. Đó, chú độ nha chú ơi. Đây là hỗ trợ con gái chú hết mình luôn. Đó. Lịch trình rồi đúng không? Mọi nói Bến Tre ai không biết chỗ nào Bến Tre mới được nha. Thời gian cụ thể rõ ràng. Thời gian địa điểm rõ ràng. Không thì mời trên bàn. Thời gian thì vô vàng. Chỗ ngát luôn. Tí tè, tí tè. Bữa nay là mấy anh em mình đi buổi sáng hỗ trợ. Sáng giờ mình cũng đi làm từ thiện đó chứ bộ. Sáng giờ anh em mình cũng đi từ thiện. Sáng giờ mấy anh em mình đi từ thiện ha. Nhưng mà từ thiện thành công rồi đúng không? Thành công rồi. Rồi ok ok, để tôi đẩy máy xuống đây tôi nắm tên ấy. Ngày mai nắm cho Lý là tôi nắm liền. Ở đây là không nắm cái là nắm là làm YouTube luôn đó nha bà con. Cái này là làm YouTube lâu rồi hả? Cái bà con này hết mình chứ. Làm YouTube thôi còn gặp bự tới giờ mà. Rồi ok. Nhưng mà em bỏ thời gian giờ nay biết tâm em làm cho bà con của bác xem luôn đó. Biết tâm luôn rồi đó. Biết tâm luôn rồi đó. Tâm luôn con. Nên nói với anh lớn luôn rồi đó. Ai đây? Rồi, cảm ơn nha. Rồi, okay. Dạ dạ em 16 hết ạ. Đó chiều mấy anh lớn anh nhỏ đồ lo mộ. Ừ, cái nói là mà khi mà mình nghe được cái thông tin này thì rất vui với cô chú chị. Rất là háo hức luôn. Muốn đi phụ chị một tay. Mấy anh em mình ở đây. Đó, ai được đi được thì mình đi. Phụ là mình phải phụ hai tay đàng hoàng. Phụ là phụ hai tay chị hỏi là mình tay. Để qua bên tại về cũng có cây hết rồi mà gì hả mình phụ hai tay rồi phụ hai tay luôn ha lỡ mà bị bắt điện thoại thì mình mới rồi phụ hết mình là sao nữa phụ đó hết mình là phụ hết mình là sao anh tới cái đó có đó lên Google search ra đi phụ hết mình là ý nghĩa gì mà phụ một tay là ý nghĩa gì phụ một tay á là còn tay nữa là không có phụ là tay quay còn tay phụ hả rồi phụ hết mình là phụ phụ hai tay hai chân luôn hai tay hai chân luôn rồi mình ủa xuống á hay gì mình quay đúng không vậy thôi tắt máy đi chú ơi chú ơi đợi cho anh em thôi nha chiều nay để không có nói chung là phụ cũng phụ nhưng mà quay thì cũng quay tại vì á là mình vừa hỗ trợ mà cũng phải vừa kiếm sống nữa chứ bây giờ hỗ trợ mà không có sống á là chiều nay mất sống luôn á cũng người tay chân lâu lâu buổi chiều cho chú hái là cây sáp là mấy anh em mình phải nói là mấy ngàn chai nước rất là vui chị ông Lon mua cho con sữa chị Xeo quá 6.000 chai ha mỗi mỗi nhà đó. Mình phát chừng 5 lóc chiều nay buổi hái bay lai cam luôn hả là mình phát là cũng hơi bị nhiều đó phát hơi bị lâu á em nhớ là lúc mà gần Tết đâu mà nếu mà phát cũng mấy trăm phát mấy ngày luôn rồi phát chạy cũng phát nhiều cũng phát mấy tiếng hồ đâu thì đúng rồi tại vì em nghĩ đi cứ một nhà khoảng 5-6 lóc đi rồi anh phát nhiều nhà chiều lai cam là một đậu qua buổi chiều nói chung là ý nghĩa rất là ý nghĩa là tại vì cái mùa này là mùa nắng quý của chúng chị đẹp người dân miền Tây người ta ở dưới đó là Gò Công nè Tiền Giang nè Bến Tre nè thì những cái điểm nóng nó gần bị xâm mặn xâm ngập nặng á ủa xâm ngập mặn lộn ra xâm ngập nặng mình gọi là không phải nước xâm ngập nặng nước ngọt nó bị nước ngà mặn xâm nhập người ta gọi là hạn mặn á người ta xâm nhập mặn cậu này mình xâm nhập nặng em thấy anh là nặng luôn rồi đó nặng cái gì đó nặng mũ nặng cái gì em thấy anh đọc nặng mẹ muốn nặng luôn rồi đó nặng mũ nặng lời với anh luôn không đúng rồi Nam ơi tôi lại cam chịu nha Nam
Rồi lai cam đây. Lai cam một cậu à. Đi lai cam chiều hả? Chiều là em thấy anh Minh là anh xâm. Anh xâm nhập nặng luôn rồi đó. Xâm nhập mà mặn. Sao mà ra xâm nhập nặng. Thôi à, chú tiểu lai cam một cậu. Nói mà cũng lộn đi. Lộn cái hồi nó lộn rồi nhớ lại học dịch còn lộn mà. Học gì đó. Cũng lộn được. Cái bữa hổm chuyện blog đem này lên đúng không? Dạ. Yeah. Của cô Ngọc ha. Ngọc. Nhà con trai đem ở nhà chuyện blog gỡ đó, đi. Đó chứ mình nói là mình phải đi đâu chứ hành động. Đó. Nói đi là phải đi nhưng mà đi là phải đi mà quan trọng. Ok là anh em mình là nhất quyết 100% luôn rồi đó. Chỉ còn ở chỗ là chị Hồng Loan cho thời cái thời điểm là thời gian nè, địa điểm rõ ràng là mình ok. Mà bây giờ mình đi những cái chuyến từ thiện như vậy phải nói rất là quý, tại vì người ta đang cần. Rất là cần luôn. Nói chung là anh em mình là nhất quyết 100% đi đó. Mình thấy mấy cái đoàn mà đi phát nước ở Tây Ninh đó. Rồi hỏi là hỏi gì cũng đoàn ấy chính xác rồi đó. Chứ ủa, mình đi. Rồi sao đó giống đâu phải của anh. Lộn của tôi trời. Trời sao có vậy không anh? Lộn quá ha, hên á. Anh Ngọc nói gì kìa? Thôi, nghe anh Ngọc nói gì không? Tí, nghe anh Ngọc nói gì không? Anh nghĩ sao lộn vợ ổng, vợ ổng sao lộn với vợ tôi được trời. Cái đó để cái cần trong cuộc người ta lên tiếng. Để trong cuộc người ta lên tiếng không ơi ông. Còn cái người trong kẹt. Mà anh ngoài cuộc, đúng anh tí vụ đó. Dễ với lòng hả? Giống nhau đó quý vị chương trình ở đây còn có mấy anh em thôi thì cũng vẫn vui vẻ quý vị còn ít nhưng mà vui nha đó. Chuyện nào mình hết vui thì mình tính tiếp còn hết vui thì mình chuyển sang buồn buồn xong rồi vui cuộc sống này nó phải có lúc vui lúc buồn quý vị chương trình nó mới có ý nghĩa như bữa nào khỏe thì vui vui bữa nào mệt cái thấy buồn buồn rồi đó còn đây là mấy cái tiền nói nghe đã không cái bữa đèn khỏe, hay vui đèn vui. Hoa sen này của cô Ngọc á, cái cô mà cô Ngọc, cô Huệ, cô Ngọc, cô Huệ với cô gì ta? Nói nghe quên rồi. Là mấy cô đó hay gửi cho Duy Minh cúng á. Ừ. Bữa là gửi buổi chiều, cô gọi cho Duy Minh nói là con của cô là chạy lại gửi cho chị Hồng Loan rồi, con nhớ đón nha. Đó. Sợ mình đi xuống dưới lấy mấy công nữa đó quý vị. Đó, cô kêu là đón. Sắc đèn luôn. Quá tuyệt vời. Để Duy Minh bay lại cam tiếng dưới cho bà con bác xem nha. Trước người ta bay nữa đó nha. Bèo để người ta độc quyền bay đi, bay theo đâu mà nó cũng dữ hả? Anh ơi. Ơi. Phải cô Hồng không? Cô Ngọc. Cô Ngọc, cô Huệ. Cô Ngọc, cô Huệ. Cô Huệ đặt ngồi băng đá quải. Có cô Hồng không? Đúng rồi đó. Ba cô mà. Ba cô á. Trời giờ chiều này nhiều lai cam dữ gì trời. Lai cam này cũng mới vừa bay. Lai cam này dữ nha, lai cam phải 3 mét đó chứ không phải đơn giản đâu. Không, lai cam mà anh chạy bằng cơm á cô chú anh chị. Một lần nữa cảm ơn cô Ngọc nhiều nha. Đã hỗ trợ cho mấy anh em nè mua đèn cày nè, hoa sen nè. Hầu bữa đó. Để hoa sen. Cái hầu bữa đó cô Ngọc điện cho anh đấy. Nhớ nhắc nha. Cô Ngọc, cô Huệ, cô Hồng. Cô Ngọc, cô Huệ, cô Hồng nào? Cô Ngọc, cô Huệ với cô gì? Không. Không, bữa đó cô có nói. Để em coi lại. Không phải cô Hồng. Cô Ngọc, cô Huệ với cô gì đó. Đây anh coi lại cho người tin nhắn. Bữa đó cô điện cho anh nói không quên này. Mất ngày 5 tháng 3 năm 2023 ngày 14 tháng 2 anh ký nổ cũng gọi sắp hết. Em coi lại cái đã để thông tin chính xác mà được. Chính xác mình để mà không chính xác mà nói gió gió rồi bị nói giả tại vô đó. Sớm bạn xanh rồi với khỏi còn cũng như là phù hợp rồi. Cái lý do là cho phép chính giả mình cũng sợ sợ chính giả mà hát chỉ phàn ví dụ luôn được giờ giàu sức khỏe và bình an phát tài phát lộc. Cô Ngọc. Đi rồi. Đó đó. Cô Ngọc. Cô đây nè. Cô chào Duy Minh buổi tối ăn lành nè. Cô Ngọc có rồi cô cái hoa hồng của chị Hồng Loan bây giờ trổ đẹp quá ha anh Ngọc. Dân cho cậu đây. Có gì cái hoa hồng của chị Hồng Loan trổ đẹp quá ha. Có gì con và cháu dùng cắm đại đẹp không? Ngọc nha con trai tổ đâu quá cô đẹp đem đến nhà Hồng Loan rồi cảm ơn cô trai hoa hồng hơi hồng hơi cam hơi đỏ ha đủ màu luôn hai vị chứ nhiều mà bà con cắm hết hả cô anh cắm lại đẹp không anh cắm lại hả ờ có bông nào rụng không
em bán cái này nè, nó hơi cam cam nè, cái này là hơi hồng nè, cái này đỏ nè, đúng không? Có nhận ba thái cát đi hương cẩu hả? Anh Ngọc thái cát luôn, không hàng kia bữa nay em cắm nhang thái cát, cắm nhang thấy ngon lành đúng không? Ngon lành. Anh thái cát hồi sáng này không? Có hai người qua. Và còn hoa hồng này của khán giả nào anh? Hoa hồng khán giả hồi sáng. Ủa đẹp quá ha. Còn này là của chị. Chị nào anh? Chị gì ta, chị gì? Chị gì? Chị gì anh? Chị gì mà ưa đi với con Năm này. À chị Như. Chị Như, đúng rồi chị Như. Ủa chị Như xuống hả? Ủa? Chị Như đúng không anh? Chị Như. Có hỏi em không? Hả? Hôm nay là có chị Như bên Củ Chi qua biếu mộ của chú ha. Rồi mua một cái giỏ hoa hồng nè. Quá trời đẹp luôn. Đó thì trong buổi chiều ngày hôm nay thì các anh em tại mộ cũng thông báo là một số tin vui như vậy gửi đến cái toàn thể bà con cô bác cô chú chị nha. Bà con xem video thấy hay hữu ích hay like cũng như đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới nhất từ 16 tình vui nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Sao mà anh còn muốn nôn nữa, chạy xe mà chú Tèo chú Vũ Linh. Bây giờ là mấy anh em vừa lao qua mộ nè, rồi chăm dầu đèn đồ hết của chú vậy. Đầu tiên cũng vừa đốt cho chú ba đĩa phước buổi chiều ha. Thì chị chăm quá nha. Rồi đi đi. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày rằm tháng 3 năm 2024, mình rất tên con tên 37 tuổi của kênh YouTube Di Linh Vlog. Đang muốn con trình diễn ngày của tên Nam mô kênh cũng như là like để tiên luôn đồng hành của chú anh chị trong những cái video sau nha.